Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4 bộ sách Trân Trời sáng tạo cùng trang web olm.vn các con thân mến chúng ta đang ở chủ đề mang tên mảnh ghép yêu thương trước khi bước vào bài học mới ngày hôm nay bây giờ ta sẽ cùng đến với phần khởi động trong phần khởi động ngày hôm nay đầu tiên Cô mời các con cùng quan sát bốn hình ảnh dưới đây. Sau khi đã quan sát thật kỹ bốn hình ảnh này, đặc biệt là chú ý vào hành động của các nhân vật trong các bức ảnh, các con hãy cho cô biết những bức ảnh này nói về điều tốt đẹp nào trong xã hội. Rất chính xác cả bốn bức ảnh này thì đều nói về lòng nhân ái sự quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh các con thân mến trong cuộc sống thì con người phải đối diện với rất nhiều khó khăn và trở ngại có những thử thách thì ta có thể tự vượt qua nhưng cũng có những khó khăn mà nếu không có sự giúp đỡ tương trợ thì khó lòng mà chiến thắng nổi trong bài đọc ngày hôm nay ta sẽ cùng đến với một câu chuyện cảm động về lòng nhân ái tình yêu thương cùng sự sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau câu chuyện mang tên một ly sữa đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi đọc bài nhé một ly sữa hôm đó kelly bán hàng rong ở các khu nhà trong thị trấn quá trưa bụng đói cồn cao nhưng không còn tiền cậu đành liều gõ cửa một căn nhà ven đường một cô bé ra mở cửa thay vì xin gì đó để ăn cậu liền xin nước uống cô bé thấy cậu có vẻ đói bụng nên bưng ra một ly sữa lớn cậu đưa hai tay nhận ly sữa uống xong cậu hỏi tôi nợ bạn bao nhiêu bạn không nợ gì tôi cả mẹ tôi dạy không nhận tiền khi làm điều tốt cô bé mỉm cười thân thiện Kelly xúc động, tôi cảm ơn bạn và mẹ bạn. Rời căn nhà, cậu cảm thấy ấm áp, tự tin hơn, cậu tiếp tục vừa bán hàng rong vừa đi học. Nhiều năm sau, tại bệnh viện lớn nhất của thành phố có một cô gái bị bệnh hiểm nghèo vừa chuyển từ địa phương lên, Kelly được mời khám. Khi nhìn thấy địa chỉ của bệnh nhân, một tia sáng lóe lên trong mắt anh, anh đứng bật dậy đi đến phòng bệnh nhân và nhận ngay ra người đã giúp đỡ mình năm xưa. Sau thời gian dài điều trị, cô gái khỏi bệnh. Trước khi tờ hóa đơn thanh toán viện phí được chuyển đến cô, bác sĩ Kelly đã viết gì đó vào góc phía dưới. Cô gái lo sợ không dám mở ra vì nghĩ mình khó mà trả hết được số tiền này. Cuối cùng, cô can đảm nhìn và chú ý đến dòng chữ được viết nhanh trên tờ hóa đơn đã được trả đủ bằng một ly sữa. Ký tên Tiến sĩ Howard Kelly Cô gái thốt lên trong nước mắt Cảm ơn ông Theo hạt giống tâm hồn vậy là vừa rồi thì các con đã lắng nghe cô đọc bài một ly sữa trong bài đọc này thì chúng ta cần giải nghĩa một từ ngữ đó là bán hàng rong thì từ ngữ này có nghĩa là bán những mặt hàng nhỏ lẻ và không có địa điểm cố định vậy bây giờ các con hãy dừng video lại và luyện đọc bài đọc này nhé sau khi đã đi đọc bài thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần trả lời câu hỏi để cùng đi tìm hiểu một số câu hỏi của bài câu hỏi đầu tiên của cô có nội dung như sau cô bé làm gì khi kelly gõ cửa xin nước uống khi cậu bé kelly gõ cửa xin nước uống thì cô bé thấy cậu có vẻ đói bụng nên bưng ra một ly sữa lớn Cô bé thật tâm lý và biết quan tâm đến người khác. Dù cậu chỉ xin nước uống, nhưng cô bé hiểu tình trạng của cậu lúc này nên đã mang cho cậu một ly sữa lớn, có lẽ với hy vọng rằng cậu bé sẽ cảm thấy tốt hơn. Cô bé thực sự là một người giàu lòng nhân ái. Khi được Kelly hỏi, "Tôi nợ bạn bao nhiêu?" thì cô bé thân thiện trả lời, "Bạn không nợ gì tôi cả. Mẹ tôi dạy không nhận tiền khi làm điều tốt." quả thực cô bé đã được mẹ của mình giáo dục rất tốt đúng không nào sau khi gặp cô bé và được giúp đỡ thì kelly đã cảm thấy ấm áp và tự tin hơn vậy theo các con vì sao kelly lại cảm thấy như vậy Kelly cảm thấy ấm áp và tự tin hơn sau khi gặp cô bé, bởi vì từ sự giúp đỡ vô tư và trong sáng của cô bé, một người mà Kelly không hề quen biết, cậu nhận ra rằng xung quanh có nhiều người tốt sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với mình. Lòng nhân ái của cô bé đã cho Kelly niềm hy vọng và động lực để tiếp tục sống thật tốt, thật ý nghĩa. Kelly hiểu rằng Cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp và những yêu thương dành cho bản thân mình, trái tim cậu ấm áp hẳn lên và trong lòng thì tràn đầy tự tin để bước tiếp. Như vậy là sau khi đã trả lời được câu hỏi số 1 và số 2 của bài thì chúng ta có thể rút ra được nội dung của đoạn 1. Từ đầu đến vừa đi học là lòng tốt và sự giúp đỡ vô tư của cô bé đã giúp Kelly lấy lại sự tự tin. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3, đó là kể tóm tắt những việc Kelly đã làm khi gặp người giúp đỡ mình năm xưa ở bệnh viện vậy sau khi nhận ra người bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo mới được chuyển từ địa phương lên chính là cô bé năm xưa đã cho mình một ly sữa khi đói thì kelly đã làm gì rất chính xác khi nhận ra người đã giúp đỡ mình năm xưa thì kelly đã âm thầm chữa trị cho cô và rồi thanh toán tất cả viện phí địa chỉ và hình ảnh của cô bé năm xưa giúp đỡ mình đã in đậm trong tâm trí của kelly khiến cho kelly nhanh chóng nhận ra cô ấy kelly hiểu rằng đây chính là dịp để mình giúp đỡ và đền đáp lại điều tốt đẹp mà năm xưa cô bé đã dành cho mình động lực để kelly cố gắng và đạt được thành công như ngày hôm nay không thể không kể tới ly sữa ý nghĩa năm nào kelly cũng rất tâm lý khi không nói trước với cô gái về việc mình đã nhận ra cô và sẽ chữa trị miễn phí cho cô vì có thể cô gái sẽ ngần ngại và từ chối mà khi tất cả đã xong xuôi, chữa trị thành công thì cô gái mới biết Kelly không chỉ là người sống có tình nghĩa, sâu lòng nhân ái mà còn thật tế nhị và tâm lý trong cách ứng xử đúng không nào? Như vậy là sau khi đã trả lời được câu hỏi số 3 này thì chúng ta cũng có thể rút ra được nội dung của đoạn thứ hai trong bài. Từ tiếp theo cho đến năm xưa chính là suy nghĩ và hành động của bác sĩ Kelly khi nhận ra người đã giúp đỡ mình năm xưa. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4, đó là cô gái cảm thấy thế nào khi nhận được hóa đơn thanh toán viện phí và vì sao? khi nhận tờ hóa đơn thanh toán viện phí thì đầu tiên cô gái lo sợ không dám mở ra vì nghĩ mình khó mà trả hết được số tiền này nhưng thật bất ngờ trên tờ hóa đơn lại có dòng chữ đã được trả đủ bằng một ly sữa kèm theo chữ ký của kelly giờ đây đã là tiến sĩ là một vị bác sĩ giỏi điều này khiến cô gái vô cùng bất ngờ và xúc động cô bất ngờ và xúc động đến nỗi đã thốt lên trong nước mắt rằng cảm ơn ông bởi vì cô không ngờ rằng nhờ một việc làm nhỏ năm xưa mà mình nhận lại được sự giúp đỡ lớn như vậy quả thực thì gieo yêu thương sẽ được nhận lại yêu thương và có thể điều ta nhận lại còn lớn hơn điều mà ta cho đi rất nhiều lần và từ đây thì chúng ta cũng có thể rút ra được nội dung của đoạn thứ ba trong bài chính là phần còn lại đó là cảm xúc của cô gái khi biết người bạn mình giúp đỡ năm xưa đã thanh toán khoản viện phí mà cô không thể nào trả nổi vậy từ hành động và suy nghĩ của các nhân vật cũng như điều mà các nhân vật đã nhận được trong suốt câu chuyện thì câu chuyện đã giúp các con hiểu về điều gì với câu hỏi này thì mỗi bạn có thể trả lời dựa vào suy nghĩ và ý kiến quan điểm riêng của cá nhân ở đây cô có thể gợi ý cho các con một số thông điệp và bài học ý nghĩa mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện nhé câu chuyện có thể giúp chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta biết giúp đỡ mọi người chúng ta cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp trước đây cô bé trao đi một ly sữa nhưng sau này cô đã nhận lại được sức khỏe và thậm chí là cả mạng sống. Câu chuyện cũng có thể giúp chúng ta hiểu được rằng khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, hãy đền đáp và giúp đỡ họ khi có thể như cách mà tiến sĩ Howard Kelly đã giúp đỡ người bạn năm xưa. Cũng có thể hiểu được rằng sự quan tâm chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau sẽ làm cho cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa hơn nếu như ai cũng biết trao đi yêu thương như cách mà cô bé và kelly đã làm thì chắc hẳn cuộc sống của chúng ta sẽ thật tốt đẹp và ý nghĩa vậy bây giờ cô sẽ rút ra kết luận như sau về nội dung và ý nghĩa của bài đọc qua bài đọc một ly sữa thì chúng ta hiểu được câu chuyện về bác sĩ Kelly đã hết lòng cứu chữa và trả viện phí giúp cô gái đã cho mình một ly sữa khi ông còn là cậu bé bán hàng rong nghèo khổ. Lòng nhân ái, tình yêu thương cùng sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau có thể khiến con người cảm thấy hạnh phúc, sống có ý nghĩa và nhận được nhiều điều tốt đẹp cô hy vọng các con sẽ luôn ghi nhớ bài học này để lan tỏa giúp cho cuộc sống của chúng ta thật nhiều tình yêu thương nhé bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe hẹn gặp lại tất cả các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm vn